Thế thì ngồi thiền như thế nào thì đúng phương pháp ạ? Thì thực ra mà khi ngồi thiền thì chúng ta hay tập trung vào ngồi dựa trên hình tướng. Trong thiền thì nó có hai nhóm. Một nhóm là có hai cái vấn đề mà khi chúng ta ngồi thiền chúng ta phải tập trung. Một là tập trung vào hình tướng, hai là tập trung vào cái bản chất bên trong, tức là những cái thứ mà nó diễn ra trong nội tâm, trong con người mình. Thì như vậy nó có hai phần, một phần là hình tướng, hai là phần nội tâm. Nhưng phần nội tâm nó chiếm đến 99% để giúp cho bạn thiền định có thành công hay không. Chứ còn cái phần mà ngồi hay là hình tướng bạn ngồi như thế nào ra làm sao thì nó không giải quyết vấn đề quan trọng. Nhưng chúng ta vẫn phải nói cái câu chuyện này, bởi vì nếu ngồi thiền lâu mà ngồi sai tư thế sẽ bị hỏng cuộc sống. Vì vậy là ngồi thiền nó gồm có trong thiền thì nó gồm có 3 bước về mặt ngồi nhé. Bước thứ nhất là khi anh ngồi thì anh có hai cách ngồi. Một là ngồi bán kiết già, tức là một chân phải gác lên chân trái hoặc chân trái gác lên chân phải, thì như vậy gọi là bán kiết già. Hai là ngồi kiết già, tức là chân trái và chân phải đan vào với nhau. Thì nguyên tắc ngồi như vậy thì thông thường là chân của mình nó sẽ hơi có hiện tượng, nó sẽ kênh cái đầu gối lên một chút và nó có hiện tượng lưng nó đòi ngã ngửa ra. Vì vậy như vậy người ta thêm mua một cái gọi là cái tọa thiền, tức là người ta mua cái bàn ngồi đấy, thì người ta kê ở dưới mông để mông nó cao hơn cái chỗ mà mình để chân. Thì như vậy ngồi nó vững chãi và bắt đầu là làm thế nào thì làm, nhưng cột sống phải thẳng đứng. Thế nào gọi là thẳng đứng? Thẳng đứng tức là các đốt sống nó xếp lên nhau thẳng đứng, để con người mình không phải phân tâm dùng lực để đỡ cái cột sống. Thì như vậy trong thiền định thì nó giúp cho mình không phải phân tâm và nó dễ định hơn. Cho nên là đúng rồi, ông nào béo bụng quá là không vắt được lên. Đấy. Thế thì nuôi duỗi chân ra thiền thôi. Tức là tôi đã nói rồi, ngồi thiền kiểu gì nó không quan trọng lắm đâu, mà quan trọng nhất là khi anh ngồi để làm sao anh không phải phân tâm vào cái việc mà nếu mà không để tâm mà dồn lực vào đấy là ngã cành ra, thì như vậy nó gọi là phân tâm. Đấy, và thứ hai nữa là ngồi mà nó đau chỗ nào quá, tức là kê ngồi nó không cân đối, thì mình cũng phân tâm vào cái phần thân của mình thì nó sẽ không thiền định được. Thì đấy là về phần đầu tiên trong cái phần hình tướng, là bước 1 là quan tâm đến cái ngồi. Cái bước thứ hai rất là quan trọng là khi mình ngồi lâu như vậy thì toàn bộ cái khớp của mình là nó bị đọng lại và nó không lưu thông khí huyết một cách tuần hoàn, cho nên nó có hiện tượng là nếu như mà mình xả thiền không khéo thì là nó sẽ bị đau các khớp. Cho nên khi mà bước thứ hai là bước xả thiền, vì vậy nguyên tắc của xả là người ta sẽ xả từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Tức là từ trên đến dưới là gì? Tức là xả từ đỉnh đầu mà xuống đến ngón chân. Và cái thứ hai là xả từ trong ra ngoài. Tôi lấy ví dụ trong đầu thì vuốt thế này, người ta gọi là động tác xả thiền. Và thỉnh thoảng các bác thấy buổi sáng có ai đó ngồi, người ta cứ gãi gãi cái đầu này thì nhiều bác thấy người ta ngồi gãi đầu, các bác bảo thằng này bị điên hoặc là thằng này bị chí cắn. Nhưng không phải, người ta xả thiền xong người ta vuốt từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài. Đấy, thế này. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế này này để mọi người dễ hình dung. Đây này, người ta vuốt như thế này. Đấy, vuốt như thế này. Và thường ở hai cái hốc mắt thì người ta sẽ xoa xoa tay vào đây nó nóng, xong người ta vuốt ra thế này. Đấy, vuốt ra thế này. Đấy, thế còn ở miệng thì người ta làm thế này. Đấy. Vuốt này chính mồm tôi rộng là do vuốt nhiều này cho nên mồm nó rộng ấy chứ. Đấy, xong rồi tai thì vuốt, lấy hai con tay này kẹp xuống, vuốt xuống. Đấy. Vuốt xuống. Đấy. Thế thì vuốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhưng mà đừng vuốt chân giữa, vì vuốt chân giữa phát là tọa thiền lần sau nó sẽ không định được đâu nhá. Đấy, thì trừ mỗi cái chân giữa ra thì lưu ý cái chỗ đấy cho tôi. Đấy, thì như vậy là cái cách bước thứ hai là khi mà trước khi mà chúng ta kết thúc thì chúng ta phải biết xả thiền tại chỗ, và sau đó là người ta đi kinh hành. Tức là người ta đi bộ đấy. Tức là cứ đi chậm chậm, đi từng bước một, bắt đầu cho nó thả lỏng cơ thể đấy. Thì là như vậy là nó mới kết thúc được về mặt phần thân nhé, trong cái việc mà thiền và xả thiền. Rồi, bây giờ đến cái phần thứ hai là phần tâm trong thiền đấy, phần nội tâm của mình trong thiền. Thì để hiểu được nội tâm trong thiền
thì tôi sẽ chia ra làm tâm của mình nhé. Bắt đầu mọi người tưởng tượng nhé, tưởng tượng một chút. Thì trong tâm của mình nó chia làm, nếu mà nói về hình tướng thì chia làm 4 lớp. Lớp trong cùng là lớp tâm Phật, lớp trong cùng gọi là lớp lõi ấy. Cho nên Đức Phật bảo là ai cũng có Phật tính ở trong người, chỉ là nó có thể hiện được ra bên ngoài hay không. Thì cái lớp ấy nó như kiểu, nếu mà nói về nguyên tử thì cái lớp đấy nó như là hạt nhân vậy. Thì nó nằm ở trong lõi. Thế thì có một cái lớp thứ hai nó bao bọc xung quanh, nó gọi là lớp kiết sử. Tôi sẽ giải thích từng khái niệm một. Lớp thứ hai gọi là lớp kiết sử. Cái lớp vỏ thứ ba nó bao xung quanh, nó gọi là lớp triền cái. Và lớp vỏ thứ tư là lớp trí tuệ. Vậy bắt đầu chúng ta đi đến cái khái niệm là thế nào là cái kiết sử đã. Thế thì cái kiết sử là toàn bộ những cái nghiệp mà do mình tạo ra trong cái dòng chảy lịch sử của cuộc đời mình đã sống. Ví dụ khi mình sinh con ra thì cái việc đương nhiên là đứa con ngày hôm nay nó là kết quả của ngày hôm qua. Thế thì những cái thứ kiết sử ấy nó không thể nào mà mình muốn đi tu mà mình vứt con mình đi được. Đấy. Thứ hai là ông đã ngủ với con nhà người ta rồi, và ông đã hứa lên hứa xuống là lấy con nhà người ta rồi, thì có nghĩa là ngày hôm nay là ngày ông sống trong hiện tại ngày hôm nay, nhưng ngày hôm qua ông hứa rồi thì ông vẫn phải thực hiện chứ. Cái đấy nó gọi là kiết sử, tức là những cái thứ trong lịch sử mà nó hình thành lại, hay là những thói quen mà trước đây ông bị thằng nào nó lừa, thì bắt đầu là ông hình dung ra là ông dễ đề phòng hơn và ông đa nghi hơn, thì cái đấy nó cũng gọi là kiết sử. Hay là những cái tài sản mà ông đã tạo ra thì không phải ông đi tu mà bỗng nhiên ông mang tài sản của ông, bây giờ bảo là đi theo thầy Tuấn là đi tu chẳng hạn, xong bây giờ là mang cái ô tô đi tặng để mua khẩu trang chữa Covid chẳng hạn. Nói vậy thôi chứ khó lắm. Tự nhiên những cái thứ trong dòng lịch sử mình tạo ra rồi mà bây giờ buông bỏ nó cũng khó. Rồi là những thằng nào mà tự nhiên hôm qua mà nó tát mình một cái thì bảo là bỏ hết cái thù hằn ấy đi thì không tài nào bỏ được. Thì cái đấy nó gọi là những cái thứ kiết sử mà trong dòng lịch sử nó tạo ra. Và cái lớp thứ ba là lớp bao bọc ở ngoài, gọi là lớp triền cái. Thì cái triền cái đấy chính là tất cả những cái thứ mà kiết sử nó hình thành thì lại do một cái lớp bao bọc bên ngoài, là do tham sân si mạn nghi mà nó hình thành lên. Từ cái kiết sử nhá, thì nó sinh ra cái triền cái, là nó mới sinh ra toàn bộ những cái tham sân si mạn nghi. Tức là nó lừa mình nhiều thì là mình phải sinh ra nghi thôi. Khi mình gì ạ, mình thấy thằng khác giàu và mình đã làm ra tiền thì mình phải sinh ra tham thôi, mình giữ lại nó thôi. Nó sinh ra ái đấy, nó sinh ra si đấy. Tức là cái xe mà mình đã làm vất vả mình mua cho nó thì đương nhiên mình si mê nó thôi. Thì bắt đầu tham sân si mạn nghi là nó là lớp vỏ bao ở lớp thứ ba, xong cuối cùng lớp ngoài cùng của mình với là lớp trí tuệ. Thế thì bắt đầu chúng ta mới nhìn con người chúng ta vận hành trong cuộc đời này. Thì khi chúng ta vận hành trong cuộc đời thì thứ nhất là ông giỏi, tôi gọi là có trí tuệ. Thì thông thường chúng ta hay tập trung vào trí tuệ ra bên ngoài, tức là trí tuệ ứng xử với bên ngoài. Nhưng mà nếu mà đèn mà cái đèn tuệ đấy mà nó chiếu vào bên trong thì nó sẽ giải quyết được cái triền cái. Nó giải quyết được cái triền cái, tức là nó gỡ được cái lớp vỏ đầu tiên của lớp triền cái. Thì bắt đầu nó mới phát hiện ra là à, tất cả nỗi khổ của mình cho đến ngày hôm nay đều là nguyên nhân của triền cái này nó sinh ra hết. Nguyên nhân của triền cái là nguyên nhân của tham. Do mình tham lam cho nên là gì ạ? Nó khổ. Do mình sân hận cho nên nó khổ. Do mình si mê cho nên nó khổ. Do mình gì ạ? Ngạo mạn cho nên nó khổ. Mình đa nghi quá cho nên đánh mất cơ hội nó cũng khổ. Cho nên là tất cả cái lớp triền cái đấy, thì sau khi mình có trí tuệ thì mình nhận ra rằng đời này khổ là do tham sân si mạn nghi. Cũng giống như khi tôi nói với các anh chị như thế này, có nghĩa là tôi đã gỡ được lớp triền cái. Và
bắt đầu sang đến lớp kiết sử. Tức là có nghĩa là triền cái là gì? Triền cái là phá tan được lớp triền cái, là cho mình biết là đâu là hành động tốt, đâu là hành động xấu, đâu là nguyên nhân gây ra cái tệ, đâu là nguyên nhân tạo ra sự an lạc. Nhưng gặp phải lớp triền cái là ông đứt luôn, và phần lớn bị chết chỗ này. Phần lớn các nhà sư là gỡ được triền cái, phần lớn những người mà hiểu sâu về đạo Phật là gỡ về triền cái. Nhưng gỡ triền cái là chỉ câu chuyện của lý thuyết thôi. Nhưng đến bước sang đến kiết sử là phải gỡ kiết sử. Tức là thế nào là kiết sử? Nào, bây giờ là trong hoàn cảnh thực tế, là ông biết là không tham là tốt, nhưng thấy tiền rơi có nhặt không? Lúc đấy mới là đối cảnh, và lúc đấy mới thể hiện là đúng là mình đã tu được hay không tu được. Nào, biết là ngủ với vợ thằng hàng xóm là không tốt, nhưng con vợ hàng xóm nó rất là xinh và nó rất là muỗm, và nó mời mình, mà cả vợ mình đi vắng, vợ chồng nó đi vắng, mà nó mời rất là tha thiết, mà mình biết là ngủ với nó là cuộc đời mình là không an lạc. Nào, nhưng trong cái kiết sử là nó đã hình thành cái thân xác này, là mỗi lần quan hệ tình dục với người lạ là rất phê, thì nào ông có cưỡng được không? Vì cái kiết sử nó hình thành trong dòng lịch sử mà, và mình phát hiện ra là những cái kiết sử nó làm cho con người ta rất là phê. Nào, ông gần chết ông mới mua được cái xe ô tô, nghe thầy Tuấn bảo là lên phải cho đi, làm phải làm phước làm đức, nhưng cho thằng bạn mượn xe thôi, có khi khiếp bỏ mẹ ăn rồi, chứ đừng nói là cho cái ô tô đi, khó. Nào, đừng có tâm sở hữu là coi con mình hơn con người, nhưng hỏi rằng là gặp con người với con mình thì mình có đối xử với hai đứa công bằng không? Cái đấy nó gọi là toàn bộ kiết sử. Và cuối cùng thì gỡ được cái kiết sử hết đấy đi, thì nó mới chật ra cái Phật tánh. Nó mới chật ra cái Phật tánh, thì lúc bấy giờ mới thật sự là Phật. Cho nên Đức Phật là: một là không sở hữu, ba y một bát, hai là không ngạo mạn bằng cách đi xin ăn, thứ ba là không si mê, đó là cắt tóc. Yêu cầu cắt tóc, còn tất nhiên đến thành Phật rồi thì để tóc hay không, để tóc không quan trọng, hình tướng nó không còn quan trọng nữa. Thế thì như vậy là để chúng ta thấy, vậy chúng ta phải quay trở lại thiền để làm gì? Thiền là bước một, là chưa gỡ được triền cái đâu nhá, mới tập thôi. Tập là ly dục, tức là trong hành động mình, bắt đầu trong não của mình, trong tâm của mình phải ly dục, ly ác pháp. Thì người ta gọi là ly dục sinh hỷ lạc, cái này gọi là sơ thiền. Cái này gọi là sơ thiền. Được cái quả là gì ạ? Tư đà hoàn. Tư đà hoàn. Xong rồi đến giai đoạn sau khi mình bớt dục, tức là tất cả trong tâm của mình nó không còn nghĩ đến chuyện gì ạ? Tham dục nữa, tham ăn, tham uống, tham ái, tham ố nữa. Và gỡ bỏ cái đấy đi, trong cái tâm của mình là gỡ được cái tham dục. Đấy, cái triền cái đấy mới gỡ được cái tham thôi. Sau chỉ cần mình chỉ cần tập được cái là gì ạ? Ly dục một phát là nó sinh hỷ lạc ngay. Tôi nói vậy thôi, chứ các anh chị thử mà xem. Chỉ cần ăn rau một thời gian, chỉ cần không còn nhu cầu tình dục một thời gian là cuộc sống của mình nó an lạc hơn rất là nhiều. Chỉ cần ăn ngủ đúng điều độ thì ngay lập tức cuộc sống nó đã an lạc rồi. Bởi vì ăn rau là tiêu ít tiền, không đi gái là mất ít tiền, đúng không ạ? Rồi là ngủ đúng giờ, làm việc nhiều lên đã thấy là làm ra nhiều tiền và tiêu ít tiền. Thì tôi chưa nói là tâm can cái mẹ gì cả, nhưng nói về đời sống thấy nó đã an lạc rồi. Không bao giờ bị thằng nào chửi bới, không bao giờ sợ đánh ghen, đúng không? Không bao giờ là phải tham lam của ai cả, vì đủ ăn đủ tiêu. Thì cái đấy là gọi là sơ quả tu đà hoàn, tư đà hoàn. Xong rồi đến cái giai đoạn thứ hai, sau khi là ly dục rồi,
thì bắt đầu là ly dục sinh hỷ lạc. Thì bắt đầu là đến cái giai đoạn thứ hai là có cái hỷ đấy rồi, thì bắt đầu là gì ạ? Họ giải quyết cái bài toán là an trú ở trong đó. Nhưng có cái hỷ lạc đấy rồi, nhưng trong tâm mình vẫn còn nguyên gì ạ? Sân si mạn nghi, nó vẫn còn nguyên. Thì đến giai đoạn thứ ba thì bắt đầu là người ta phải xả niệm an trú. Tức là người ta không còn những cái vui, người ta không còn cầu mong những cái vui của cái hỷ ấy nữa, và bắt đầu người ta xả niệm, không cần cái niệm vui nữa. Và bây giờ nó đến cái trạng thái là gì ạ? Nửa vui. Tức là nếu thấy vui thì cũng hơi vui thôi, thấy buồn thì cũng gì ạ? Hơi buồn thôi, chứ người ta không bị động tâm nữa. Thấy một chuyện vui thì hơi vui, thấy chuyện buồn thì hơi buồn. Thế thì như vậy là đầu tiên là sơ thiền, là gỡ được ly dục, ly ác pháp ra, thì nó sẽ được là sơ quả tư đà hoàn. Đến giai đoạn thứ hai là cái hỷ lạc đấy, an trú trong cái đó, thì người ta gọi là nhị quả. Nhị quả nhị quả tu đà hàm. Xong rồi đến giai đoạn thứ ba là xả niệm, là vui buồn là nó chỉ còn hơi nhấp nháy một tí thôi, thì gọi là xả niệm a na hàm đấy. Xong đến cái giai đoạn cuối cùng là đến cái cuối cùng là xả tất cả những cái niệm vi tế nhất, nó không còn những cái niệm nó động nữa, nó định tâm rồi, đến giai đoạn định rồi đấy. Thì đến giai đoạn đấy là đạt được cái thánh quả đấy, là a la hán. Và ở Việt Nam mình thì có thầy Thích Thông Lạc là đến cái thánh quả, đến cái quả vị a la hán đấy. Chứ còn tu ở Việt Nam thì tôi cũng chưa thấy ai đạt đến cái ngưỡng là a la hán hết. Vậy thì tóm lại, thiền chính là việc mình ngồi để mình bóc đi cái lớp gì ạ? Cái lớp triền cái chính là tham sân si mạn nghi trong con người mình. Tức là mình biết tham, mình tham mình biết là mình tham, mình sân mình biết là mình sân, mình si mình biết là mình si. Nhưng hiện nay rất nhiều anh ngồi thiền là khi ngồi thiền đã ngay lập tức đã tham rồi. Tham là gì? Muốn gỡ hết cái tham sân si của mình ngay đi. Gỡ làm sao được? Tức là ông hình dung đến cái ghét mà nó bám vào con người mình, mà ông cũng phải kỳ mãi nó mới đi cơ mà. Đến cái son nồi nhà mình mà đun không may nó bị cháy, thì ông phải rửa đến 5 lần 7 lượt nó mới hết cái lớp đen đi cơ mà. Mà ông đòi mà có cái loại gì đấy mà bơm vào một phát mà gỡ được cái lớp đen đi luôn, thì nó hỏng cả cái chảo. Tức là ông muốn gỡ hết cái lớp đen trong bộ não ông đi, trong cái tâm ông đi, thì nó hỏng cả người ông, chứ làm sao mà còn người được nữa. Vậy thì đừng tu thì không tham, nhưng ngồi tu một phát là tham luôn. Vậy thì việc số 1 là trong con người ta, thì ta chính là ta, mà ta quan sát được tâm ta. Ta tham, ta biết là ta tham. Ta sân, ta biết là ta sân. Ta si mê, ta biết là ta si mê. Vì vậy thằng nào máu gái mà biết là mình máu gái là đã tốt rồi. Còn máu gái mà máu lắm mà vẫn kết luận là không em không máu gái là thằng ý với là thằng kinh. Còn say rượu mà biết là mình say thì là tốt rồi. Còn say mà thường nói là em không say đâu thì loại đấy là khủng khiếp. Không. Vậy thì có nghĩa là mình quan sát thấy tâm mình là được. Mình thấy tâm mình nó rong chơi, nó tham, nó sân, nó si, nó mạn, nó nghi. Như vậy tìm ra vấn đề. Xong đến bước thứ hai là mình mới đi gì ạ? Giải quyết vấn đề. Bước thứ hai là mình mới đi, bắt đầu mình với gì ạ? Lọc cái nục trong cái tâm của mình. Thì lúc bây giờ mình mới bóc triền cái ra, là mình tham thì mình được cái gì, mình sân thì mình được cái gì, mình si mình được cái gì. Và trong cuộc sống này do tham sân si thì mình đã phải trả giá những cái gì. Và bắt đầu từ đấy trong con người mình nó mới mong muốn rằng nó buông bỏ tham sân si. Xong bây giờ đến kiết sử. Tầng tiếp theo mới đến tầng kiết sử, là ông gỡ kiết sử đi. Gỡ kiết sử đi là gì? Vậy thì
Nào, ví dụ mùa Covid này thôi, thằng bạn nó ở nước ngoài về, nó muốn gặp mình, đâu anh em mình gặp nhau giờ dỗi này làm chén rượu, nào có từ chối được không? Tu thì tu, nhưng mà kiết sử có dám từ chối không? Vì lịch sử là mình với nó đã ân ái với nhau nhiều lần rồi. Vậy thì mình mới bảo là không, tu rồi, giờ lên núi rồi, không gặp ai cả, nào có dám từ chối không? Mà nó lại xách chai mắc ca lần đến, nó bảo làm chén rồi, tu thì cũng phải làm chén chứ, dù sao mình cũng là người. Thế là kiết sử nó nổi lên, lại làm chén. Sau nó bảo chén xong chỉ tưng bừng, xong nó bảo thôi đi ra phố làm tí karaoke, tu chứ mình cũng là người. Thế lại làm tí, thế là hết tu, thế là thành tu bú. Đấy, giai đoạn tiếp theo là giai đoạn của gỡ kiết sử. Và cái này tôi nói bố là thường các bố mở mồm ra là gì ạ? Thầy ơi, nói tu dễ thôi chứ làm khó lắm. Đúng rồi, khó, gỡ cái kiết sử là rất khó. Cho nên là kể cả học làm giàu cũng vậy, thằng giàu nó nói cho mà nghe, nhưng mà về thường thằng nghèo nó thấy là hợp lý, nhưng cuối cùng nó bảo là khó lắm, vì nó bỏ thói quen, tính cách của nó là nó không bỏ được, không tại nào bỏ được, khó đấy. Và nó chỉ cần thay đổi được cái kiết sử đấy là tâm Phật nổi lên, chứ không phải là chúng ta cố gắng thành Phật là thành Phật được. Mà bản chất là gỡ gì ạ? Có trí tuệ, biết tâm của mình nó vi phạm ở đâu và tìm cách khôi phục cái tâm của mình nó lại. Cũng giống như mình bị bệnh ấy, biết bị bệnh phát là đi bệnh viện luôn, đau ở tim chữa ở tim, đau ở dạ dày chữa ở dạ dày, thế là đến lúc xuất viện là khôi phục được con người mình. Vậy thì bản chất tâm Phật cũng vậy thôi. Tâm của Phật, trong con người mình có tâm Phật, nhưng nó bị tổn thương bởi một cái lớp gì ạ? Kiết sử, nó bao bọc trong sinh tồn, và bao bọc ở bên ngoài nữa là một lớp triền cái. Vì vậy phải rất có trí tuệ thì nó mới giống như siêu âm vào được đến tận cái lớp gì ạ? Cái lớp Phật tánh của mình. Còn nếu không á, là mình siêu âm đến mấy thì chỉ siêu âm vượt qua cái lớp triền cái, mà gặp kiết sử một phát là quay lại như thường, chả tu tập cho nữa. Vậy bản chất thiền chính là ngồi để trị tâm, trị tâm mà dứt điểm được cái triền cái, dứt điểm được cái kiết sử thì Phật tánh nó xuất hiện. Và lúc bấy giờ tâm của mình định, và càng định thì nó càng đi sâu vào Phật tánh, đi vào Phật tánh nhanh. Mà nguyên tắc khi Phật tánh mà lên thì không cần tuệ nữa, bởi vì tuệ nó như ngọn nến, nó như cái que diêm. Tuệ nó chỉ là que diêm. Và khi vào tới Phật tánh thì Phật tánh là như một ngọn nến, thì ngay lập tức là cái ngọn nến nó bùng cháy và tuệ nó phát triển một cách kinh khủng khiếp, mà mình không tài nào mà mình tưởng tượng nổi mình này có tuệ đến mức độ như vậy. Kể cả cho đến ngày hôm nay tôi biết được nhiều như thế này, nhưng thú thật là tôi không có đọc sách nhiều, mà mọi thứ nó cứ đến, nó cứ đến, và mình toàn bộ là mình chiêm nghiệm được ra, chứ cũng chưa cần đã phải trải nghiệm. Và khi nào mà càng ăn sâu được vào Phật tánh của mình thì trí tuệ nó như một ngọn đèn, nó bốc lên. Còn nếu không, mình chỉ có học tập và không tìm về Phật tánh thì trí tuệ của mình nó chỉ là một bao diêm thôi, nay còn như một que diêm thôi, đốt cháy lên thì nay còn, mai mất. Đốt cháy một que diêm lên thì gặp một cơn gió là lại ngu như thường. Tức là lúc mà kinh tế mọi thứ nó ổn thì trí tuệ của mình rất sáng, nhưng có khi gặp lúc bấn loạn và tâm lý nó loạn lên một phát là vẫn ngu như thường. Vì vậy ngọn cái ngọn đèn tuệ của con người của chúng ta nó như kiểu là một que diêm neo nét trong đời thôi, chỉ cần gió nó thổi là có thể tắt. Nhưng nếu tìm về Phật tánh thì ngọn đèn tuệ ấy là không có cơn gió nào có thể dập tắt được cái ngọn đèn tuệ đấy. Thì mọi người ví hiểu là tại sao trong thiền định lại sinh ra trí tuệ là vì vậy. Và tại sao người ta vẫn nói rằng là con người mới sử dụng 2% trí tuệ, 2% cái năng lực của một con người, là bởi vì 98% kia nó đang còn giấu kín trong cái kho Phật tánh. Và vì vậy chỉ cần 2% tuệ này mà tập trung dồn lực
để chiếu vào cái tâm mình, sửa tâm mình để tìm về Phật tánh, thì ngọn đèn tuệ nó bỗng sáng bừng con người mình lên. Vì vậy là các anh chị mới nhìn thấy là khi Đức Phật thiền định xong ấy, thì toàn bộ con người của Đức Phật rất là rạng rỡ, rất là rạng rỡ. Và cái tuệ nhãn là nhìn được khắp vũ trụ, mà không cần đi đâu nhé, chỉ cần ngồi cũng quán chiếu được là vũ trụ này có những cái gì, có cái gì, có cái gì, và nó sẽ vận hành cuộc sống này ra sao. Thì chúc cho mọi người hiểu được bốn giai đoạn của thiền, bốn giai đoạn của thiền, để mình tìm được về Phật tánh. Thì lúc bấy giờ tuệ nhãn nó sẽ sáng soi mọi thứ, và bấy giờ mình không còn phải nghi ngờ, bấy giờ mình không còn phải tham lam, bấy giờ mình không còn phải sân hận, bấy giờ mình không cần phải ngạo mạn với ai hết. Và lúc bấy giờ là con người mình trở nên an trú trong sự an lạc, rất là tuyệt vời. Rồi ạ, chúc mọi người tìm hiểu về thiền, và hãy thiền cho thật là đúng. Và thiền chính là sửa tâm mình. Và không cẩn thận là các anh chị hiện nay là mọi người hiểu là tôi chỉ chia sẻ với mọi người thôi, thiền chính chỉ là một cái phương tiện để tìm về Phật tánh của mình, để khai mở trí tuệ, và từ đó mình làm mọi việc nó chính xác và không tạo nghiệp nữa. Tuy nhiên thì có một số trường phái thiền bây giờ là họ dạy cho con người cách thiền để sinh ra cái thần thông nọ, thần thông kia, lại để ngạo mạn với đời, lại để tinh vi với đời. Thì cái phương pháp thiền đấy nó không nằm trong đạo Phật, và người ta gọi là một cái pháp, nó gọi là tà pháp chứ không phải là chánh pháp. Vậy thì càng thiền thì con người của mình nó phải càng sống ra đời sống này này, nó phải càng hiền lành, càng từ tốn, càng buông bỏ, càng an lạc. Thì đấy với là chánh pháp. Còn thiền xong, càng thiền càng cáu giận, càng thiền càng dễ sân si, càng thiền càng tham lam, càng thiền càng ngạo mạn, thì mọi người phải hiểu đấy chính là tà đạo. Và đấy chính là kết quả của thiền. Mọi người nghe này để chúng ta định hình ra cái con đường của mình trong thiền định, chính là tìm về Phật tánh. Mà tìm về Phật tánh là phải xuyên qua ba lớp. Một là đầu tiên là qua lớp vô minh, qua lớp thứ hai là lớp triền cái, tham sân si mạn nghi, và qua lớp thứ ba là lớp kiết sở, là toàn bộ những cái thứ dòng lịch sử nó tạo nên trong con người mình, như là sự tài sản có đấy, mối quan hệ có đấy, hận thù còn đấy, ân ái còn đấy, tính cách thói quen còn đấy, mọi thứ nó đang còn đấy, và gỡ bỏ nó đi không dễ, và kiết sử là khó nhất. Cho nên giang sơn thì còn dễ đổi, chứ bản tính thì khó rời. Đấy là chính là câu các cụ nói, và cái đấy chính là kiết sử đấy. Và chúng ta vượt qua được kiết sử thì chúng ta mới tìm về Phật tánh được. Rồi ạ. Và nói vậy thôi chứ trong thiền thì mô tả bằng hình tướng là rất khó, vì không có cái ngôn ngữ nào có thể là mô tả được, và ngôn ngữ là không trung thực. Bởi vì là dùng ngôn ngữ mà mô tả không hết thì nó sẽ bị méo thông tin. Cho nên là Đức Phật mới dạy là ai tu người chứng, ai ăn người no. Cho nên hy vọng rằng mọi người cũng nên dành thời gian 30 phút một ngày. Thôi thì cũng đừng gọi là thiền, thì chúng ta cứ gọi là ngồi tĩnh tâm để sửa tâm thôi. Gọi cái từ nó đơn giản, nông văn rền vậy cũng được. Ngồi tĩnh tâm để sửa cái tâm mình, thế là cũng đã tuyệt vời rồi. Chứ không cần phải thiền định thì không nghe, không lại thấy là nó hay quá, bắt đầu lại tham, lại ngồi thiền một ngày độ khoảng 6 tiếng, xong xả thiền, xong phát năn quay ra chết. Thì cuối cùng là lại mất cái thân xác, tức là mất cái phương tiện để tu tập trong đời sống. Rồi ạ, chúc các anh chị an lạc thông qua thiền định. Business Boss, một chương trình huấn luyện về khởi nghiệp dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông thực tiễn tại Việt Nam.
được rèn luyện theo mô hình quân đội áp dụng bởi top 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Sinh viên được rèn luyện và đào tạo dựa trên 3 yếu tố gốc của một con người: thân, tâm và tuệ. Rèn luyện phần thân, chia sẻ phần tâm, huấn luyện phần tuệ. Sinh viên Business Boss được đào tạo trực tiếp từ những người thầy là những doanh nhân, giám đốc, trưởng phòng đang làm việc tại các doanh nghiệp, đồng thời là học viên CEO Master của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, được xây dựng bởi ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Việt Nam Holding, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo và kinh doanh. Kết thúc một năm, sinh viên có tư duy làm chủ, có đủ kiến thức, đủ năng lực để tiếp nhận và vận hành doanh nghiệp kế thừa hoặc xây dựng và vận hành doanh nghiệp Start của chính mình. Hơn thế nữa, sinh viên có cơ hội gọi vốn trong môi trường CEO Việt Nam Holding. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi hội tụ những học viên khát vọng, những doanh nhân thành công để cộng hưởng thành công.